Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thành Trung FPT. Chúng ta tiếp tục với Seven Mystery The Last Play. Ở tập trước thì coi như là chúng ta đã chơi đến cái chỗ này. Và hình như là bây giờ mình sẽ phải đi xung quanh căn phòng và tìm kiếm những thứ có thể giúp mình thoát ra khỏi khỏi đây, đúng không? Và một trong những thứ nó đập vào mắt mình ngay cạnh đây là cái cuốn sách được đánh dấu rõ ràng trên màn hình kìa. Nét. Cái nến này chả để làm gì hết, thì thôi đi ở đây. Một danh sách. Ok. Nhóm 24 Agent Red Has Harry Justin bỏ học giữa kỳ 2. Ok, sao toàn tên của mấy nhân vật nổi tiếng này. Agent Thiên Thần này, Red là thành coi nhà thanh niên main ở trong series comic Pokemon này. Harry thì nghe kiểu Harry Potter, còn Justin thì cũng như kiểu Justin Bieber ấy, kiểu đấy. Claire này, Rick này, White, Alex bỏ học giữa học kỳ 3 này. Chết do tai nạn ngày XX. Angie à? Angie, Angie. Angie này nghe tên hơi hơi quen. Rất là quen. Có một bức hình bị xé đôi kèm ở đây. What the... Cúp điện. Đây chỉ là những cuốn ghi lại những học sinh đã từng bị tai nạn ở ngôi trường. Thật kỳ lạ khi nó lại nằm ở đây. Chẳng phải những thứ như thế này thường phải được cất trong phòng hiệu trưởng sao? Ở công nhận là lạ thật đấy. Khoan đã. Chắc hẳn trong ngôi trường này phải có cuốn tài liệu ghi lại những gì đã xảy ra với những học sinh đó. Nếu như mình tìm được đó, mình sẽ có thể tìm được ra manh mối nào đấy để có thể thoát ra khỏi nơi này, chắc thế. Chuẩn rồi, thay cái thằng này nó khá là thông minh ấy, nó thông minh hơn nhiều so với cái con mà nó quyết định chui trong cái lỗ ở trên trần nhà ở tập trước. Những câu hỏi đó, nhưng câu hỏi là liệu cuốn tài liệu đó có đang ở trong phòng này hay không, rất là nhiều chấm, phải thử thì mới biết được. Nhưng trước tiên là phải cần một nguồn sáng cái đã. Ok, nguồn sáng, cái nến, khá là xua rồi. Bây giờ thì chắc là đi tìm tài liệu à. Tiếp kiểm phát. Bí quyết nâng cao khả năng toán học, 100 cách giải hóa cho người thông minh. Không phải là mấy cuốn sách dành cho mình. Thật là tiếc. Ở khe giữa có một vài cuốn truyện tranh. Thật khó tin khi vẫn có người đọc mấy cuốn này. Cái này nó không liên quan lắm. Có vẻ như chẳng có gì hay ho ở trong tủ này rồi. Ok, chả có gì ở trong này hết. Tìm ở bên này nữa. Toàn là sách giáo viên với mấy cuốn đồ án gì đó này nọ. Đồ án. Nhắc đến đồ án thì mình khá là cay đồ án. Không gì đấy hết à? Giờ mình mới nhận ra là mình chưa bao giờ tích sách cả. Thế là không có gì rồi. Kỳ lạ thật. Vậy thì lúc sáng mình vào đây để làm gì mà để mất chìa khóa vậy nhỉ? Công nhận là khá là lạ đấy. Cái thằng này nó càng nói thì càng thấy nó thông minh. Nó thông minh hơn rất là nhiều so với cái con ở đợt trước. Con kê ra à? Chả nhiều lắm. Thường thì có nhiều tin đồn, điện thì cúp một cách kỳ lạ, và mình thì lại ở ngay đây đúng khi trời tối. Mình điên rồi. Công nhận điên thật. Well, chả có gì ở đây cả. Vậy chắc chỉ có cuốn danh sách học sinh là bị lạc ở đây từ phòng hiệu trưởng. Thôi kệ đi vậy. Chẳng còn cách nào khác ngoài đi xin lỗi cậu ấy. Tới tấp và cùng nhau đi tìm chìa khóa vào sáng mai. Đến lúc về rồi. Tìm thử tiếp rồi mà. Mình có tìm tiếp không nhỉ? Một cuốn sổ cũ. Thú vị thật. Mình biết là sẽ có gì xảy ra khi mình giả vờ bỏ cuộc mà. Một thứ gì đó rơi xuống đúng lúc bạn cần nó. Nghe như có vẻ thích hợp với cái không khí kinh dị này đấy. Thằng này thông minh dã cả man đấy. Mình cũng chả nghĩ ra cái khoản đấy đâu. Lấy được một cuốn sổ cũ. Ok, đặt đặt cuốn sổ lên bàn để đọc. Chữ viết xấu quá ấy. Nhưng mình vẫn có thể đọc được đôi chút. Kỳ lạ vì đây chỉ là cuốn bài tập của ai đó, nhưng có một mảnh giấy kèm ở trang giữa.
Vậy là một tấm bản đồ trông giống như một bản đồ kho báu. Trên tấm bản đồ có 4 điểm X màu đỏ, một điểm đặt đánh dấu ở ngay trong căn phòng này. Ngay trong căn phòng này á? Jill. Ok, cái chữ Jill kia chính là mình. Tấm bản đồ à? Hay đấy. Có vẻ như mình sẽ phải đi tìm chúng đây, nhưng mình thậm chí còn không thể ra khỏi căn phòng này. Suy nghĩ để sao vậy? Giờ cứ tới nơi tới chỗ của kho báu thứ nhất trước. Có thể thứ này sẽ dẫn mình tới nơi cuốn tài liệu được cất giữ. Thật là kỳ lạ khi bỗng nhiên mình lại nghĩ như vậy, vì nó cũng có thể sẽ dẫn mình tới cái chết nhanh hơn so với chỉ ngồi ở đây. Nhưng để làm ngơ được một thứ như thế này thì cũng không phải là dễ. Well, tốt hơn là ngồi đây chờ chết. Vẫn tốt hơn là ngồi đây chờ chết, God damn it chứ. Mở menu, chọn item và chọn bản đồ để ok, để xem bản đồ. Đã hiểu, cái bản đồ hình như nó chỉ ở chỗ này. Có phải à? Thôi thì cứ xếp cái rồi tính sau. Cái game này nó chỉ có mỗi 3 mục xếp, nó hơi ấy nhỉ. Item này, bản đồ kho báu này. Chiêu. Nó có một cái chữ R, nó chỉ thẳng vào, sao trông như ký hiệu của cái team Rocket ở trong Pokemon ấy. Mình phải đi theo cái tấm bản đồ này. Ở trong căn phòng này nó sẽ có kho báu. Nhưng mà vấn đề là làm gì có cửa bị khóa rồi. Theo như cái vị trí đánh dấu X ấy, thì cái kho báu đấy nó chỉ nằm ở cái tấm biển này thôi, nó không thể ở chỗ khác được, không bao giờ luôn. Thôi thì lục từng cái một vậy, quá cơ. Đi thôi. Ồ, tôi biết là đi rồi nhưng mà đi đâu? Theo như ồ quả này biết. Theo như tấm bản đồ thì kho báu ở dấu X trong này là một tấm hình bị xé đôi. Lúc nãy mình thấy nó ở đâu đó trong cuốn sổ này thì phải, để xem nào. Ra cuốn sổ này. Dấu X nó đánh dấu ở góc phía dưới, nhưng mà cái cuốn sổ này nó ở góc trên. Ok, phải. Đây rồi. Lấy được một nửa của một bức hình. Có gì đó mới rơi ra từ cuốn sách. Ồ, một chiếc chìa khóa. Chìa khóa. Kỳ lạ, rất là kỳ lạ, quá lạ luôn. Cứ tới chỗ cánh cửa rồi thử chiếc chìa khóa xem. Lấy được chìa khóa thư viện. Khá là xu ấy, là bây giờ mình đến được chỗ cánh cửa nó sẽ mở được. Đấy, mình ăn. Có để mít. Có đi lại rồi. Hy vọng là nó sẽ giữ mình như vậy. Tiếp game. Hồi nãy sau khi mình lấy được chìa khóa xong thì mình cũng nhận được một cái achievement mới luôn. Mình quên mất chưa đọc cái achievement đấy là gì. Hy vọng đúng là chiếc chìa khóa này. Yên tâm, không sai được đâu. Ở sai à? Được rồi, ok, mình cứ tưởng là sai cơ. Test Vinh. Sao cái chỗ này nó trông nó đây đây cùng đây cũng nó cũng là cùng một ngôi trường với cái ngôi trường mà ba đứa kia nó đi vào, ba đứa ở hai tập trước ấy. Nhà mỗi tội trường bây giờ trông nó kiểu sạch đẹp hơn rất là nhiều. Cái ngôi trường ở phần trước thì trông nó kiểu nứt nứt nát kiểu gì ấy. Bây giờ trông nó mới toanh ấy. Bảo bây giờ mình đi vào đây, đi đến cái căn phòng số 2 ở chỗ kia, ở trong căn phòng số 2. Nó sẽ có một cái gì đấy trông giống như một bộ đàm và một cái gì đấy trông giống như gót biết vẽ như thế này thì ai biết được nó là cái gì. Hả? Phòng số 2 ở đây. Phải nó không? Chuẩn nó rồi đấy. Mà hình như không chuẩn cho lắm, theo như cái chỗ kia kìa. Thì hai nơi này nó phải thông với nhau. Nhưng ở đây thì nó lại không được thông. Trên tấm bản đồ vẽ một cái lọ có nhãn, vậy thì nó không có ở trong cái tủ ấy rồi. Một cái lọ có nhãn nó cái chảnh. Sao mày nhìn kiểu gì ra được cái lọ nó có nhãn nó hay thế? Thì sau khi nghe là một cái lọ có nhãn này thì trông nó cũng có vẻ nó cũng giống một cái lọ có nhãn thật đấy, nhưng mà sao mình nhìn kiểu gì ra được cái hay đấy, hay rất cả man luôn ấy. Yeah, nói chung là thanh này được cái khá là thông minh, rất là thông minh. Xem nào,
Theo như bản đồ thì kho báu thứ hai được giấu ở trong một cái lọ nào đó. Để xem là cái lọ nào. Lại bắt đầu jump scare này. Đây rồi. Bên trong một cái lọ là một trang lịch bị phủ đầy mực xanh. Tốt, đi tìm kho báu thứ ba thôi. Không biết những thứ này thì liên quan như thế nào được từ cuốn tài liệu nhỉ? Cái thằng này được cái khá là thông minh, nó rất là thông minh. Không biết là thằng này nó có thằng bạn nào tên là Minh và bị nó thông minh chưa, nhưng mà được cái nó thật nó thực sự rất là khôn. Quá khôn ấy, nó quá khôn so với một thằng học sinh cấp 2. Và bọn này có phải học sinh cấp 2 không nhỉ? Rõ. Bắt đầu đến cái đoạn sau thì có một con mắt trông hơi kinh dị. Ở trên cái kia thì U này, S này, mình chả biết đấy là cái dòng chữ gì. Nhưng mà ở cái chỗ đèn pin có máu kia thì mình khá là nghi ngờ là mình sẽ á hự ở ở cái chỗ đấy. Nghi lắm. Ok, hóa ra mắt là như này à. Hóa ra mắt là như này, ok, đã hiểu. Thì ui giời ơi, god damn it. Mình không đề phòng trước cái trường hợp này. Có gì đấy rơi ra từ bức tranh, một lá thư. Có lẽ số phận của mình là như vậy, hy vọng của mình tất cả đã biến mất rồi. Mình sẽ mãi cô độc. Ok. Mình có nhặt được nó hay không? Có vẻ là không. Ngoài này tối quá, tốt nhất mình chỉ nên đi trên những nơi có ánh đèn chiếu tới. Đâm đầu vào một chỗ tối chưa bao giờ là một phương án thông minh cả. Ok, khá là tốt đấy. Cái này được cái tư duy nó cực kỳ hay. Nhà mỗi tội auto save. Auto save nó không hay một chút nào hết. Auto save chưa bao giờ là một thứ hay hết. À, kho báu thứ ba ở cái chỗ này nó là một cái bút. Ok, mình cứ đi sang bên này. Thì mình sẽ kiểu hình như là theo như trên bản đồ ấy, mình sẽ trông thấy một cái mặt cười. Mặt cười và mặt mếu. À ok, mình nhớ ra cái khoản mặt cười mặt mếu này ở đâu rồi. Ở cái hai tập trước ấy, một trong hai tập trước thì mình đã nhìn thấy một cái khu có mặt cười mặt mếu này. Nhưng mà vấn đề là cái bức chân này nó ở đâu? Và cái mặt cười mặt mếu này nó có để biết điện. Ơ cái gì đấy? Fuck you. Team. Dream. Lấy được một cuộn giấy. Item này. Lịch mảnh giấy. Mảnh giấy số 5. Trang 5 quay quẩn. Mảnh giấy số 1 nơi bạn đang đứng. Ok. Ok. Mình xem nào. Không nên đi vào chỗ tối, chỉ nên đi ở những cái chỗ có đèn chiếu sáng. Cái chỗ này hình như chính là cái chỗ mà cái thanh niên ở phần trước đã đúng chuẩn luôn rồi. Ui giời ơi. Đây này. Ok, vậy ở đây chính là cái câu chuyện diễn ra song song với hai tập trước này. Ra đúng kiểu song song hai tập trước luôn. Đây chính là cái đoạn mà cái thanh niên kia nghịch ngu bật ga xong châm lửa này. Nathan, dù là gì thì tốt nhất cũng không nên tới đó nếu nếu như mình vẫn còn muốn sống. Chuẩn đấy. Không nên tới đó thì rồi quay lại nhá. Quay lại ở đây có làm gì được không? Có vẻ như quay lại chẳng làm gì đâu. Thôi cứ để đi tiếp đi. Cái này không để làm gì hết. Đây rồi, mặt cười mặt mếu đây rồi. Khoan, hình vẽ này trông nó quen lắm. Đây rồi, nó giống với hình vẽ trên tấm bản đồ đấy, biết ngay mà tôi đoán có sai đâu. Vậy có nghĩa là đây là nơi kho báu thứ ba được cất giấu. Để xem nào, đó là một cây bút. Thế rồi, nó đang được dán ở phía bên kia khung cửa sổ. Mình phải tìm thấy thứ gì đó để phá tấm kính này và lấy chiếc bút đó ra. Vậy thanh niên này chính là người đã cầm cục đá để... Ok, đã hiểu. Khá là logic ấy. Rất logic luôn. Mình có thể sử dụng cục đá này để phá tấm kính. Ép. Nó sẽ hay hơn nếu như có hẳn hình ảnh một cục đá nó bay về chỗ kia luôn.
Lấy được rồi. Không biết nó có ý nghĩa là gì nhỉ? Nhưng mà cứ phải đi đến điểm X thứ tư đã rồi mình sẽ tự khắc tìm hiểu được thôi. Điểm X thứ tư. Có khi nào đây chính là cái người mà đã một mình cân cả cái đám đi đến ăn ăn trộm ở trong phòng hiệu trưởng không nhỉ? Nghĩa thế. Là có khả năng cao, khá là thế. Cái vấn đề ở trên tấm bản đồ này thì bây giờ đi đây rồi đi đâu tiếp bây giờ? Thôi đi đường này à? Đường này không thể đi được, đi xuống à? Đi xuống không phải đi được, bây giờ chỉ cần cách vòng lại thôi. Vòng lại, vòng vào trong trường và lại mần mò ở trong trường tiếp. Đằng nào ở trên tấm bản đồ ấy thì cái vị trí thứ tư là nó cũng ở trong ngôi trường mà. Ở trong trường. Có khi nào thì là tất cả những câu chuyện xảy ra kiểu này chỉ đều là một sự việc ngẫu nhiên do cái lũ này nó tình cờ xuất hiện ở đây cùng một lúc thôi à? Không phải ngẫu nhiên được. Không thể nào ngẫu nhiên được khi mà có cái con gì đấy nó xuất hiện ở cái chỗ vào của gì. Ok. Có một cái sinh vật gì đấy, mình gọi là sinh vật nhưng mình chả rõ đấy con người hay là con gì. Nó xuất hiện và dọa cái thằng mà đi vào phòng hiệu trưởng kìa. Where is the from? Where is the from? Mình chả hiểu câu này có nghĩa là gì. Chả hiểu câu này nghĩa là gì hết. Cái câu này nó khá là vô nghĩa. Mà tại sao cái ngôi trường này lại gì? Oh, very from the beginning. Very, phải very the from beginning. Ok, very the from beginning. Ngay từ nơi bắt đầu, ngay ngay từ những giây phút bắt đầu. Nó khá là trùng với cái à không phải. Mình nhớ nhầm nội dung của cái mảnh giấy số 1 này, bởi vì cái nơi bạn đang đứng này thì nó cũng là kiểu mình hồi mà mình nhớ nhầm nơi, mình nhớ tưởng nó lại viết là kiểu nơi bắt đầu ấy mà. Ok, chả gì đâu. Very from the beginning. Cái này thì xếp game không? Ừ, hóa ra có nhiều chỗ xếp trước đi. Có nhiều chỗ xếp phết, mình cứ tưởng là có 3 chỗ thôi cơ. Xem nào, mình phải đi xuống rất là nhiều. Đôn. Đến một cái đường có chữ đôn. Đôn thì mình bắt đầu đi vào. Beginning à? Đôn thì hình không phải ở đây. Đôn thì mình phải đi xuống dưới nữa. Mình không thể đi được xuống dưới nữa. Mình phải đi đâu? Xem bản đồ phát. Em. Không lẽ là cánh cửa bị khóa rồi, thế là hết trốn chạy. Ok, cái chỗ này là cửa chính. Beginning à? Tại sao ở chỗ kia lại có chữ đôn nhỉ? Đôn đâu? Tôi chả thấy cái đôn nào hết. Theo như tấm bản đồ thì dấu X cuối cùng nằm ở đây. Ok, thằng vẽ bản đồ vẽ sai rồi nhá. Vẽ bản đồ chán thế chứ đấy. Nathan, phòng học nhạc. Rồi bây giờ mình đoán là cái thằng này nó đi vào trong phòng học nhạc. Nó đánh đàn. Thôi đánh đàn xong ấy thì nó sẽ kiểu làm một cách nào đấy. Hay là trên trần đột nhiên xuất hiện một cái lỗ và nó chui vào trong đấy. Chuẩn luôn, chắc chắn là thế. Nếu theo như tấm bản đồ thì mình sẽ cần phải tìm một cuốn sổ ngoài bìa có chữ N. Để xem nào. Chữ N mình hôm mình cứ tưởng đây là chữ Z cơ. Không có cuốn nào trông giống như hình vẽ của tấm bản đồ cả. Tức là sẽ phải đánh đàn. Ở tại sao nó vậy? Mình bấm vào đánh đàn thôi, mình bấm vào đàn thôi nó tự động chạy ở đây. Ok phải. Rồi bây giờ nó lại tự động chạy vào đàn nó đánh. Có khi nào nó sẽ hiện ra khi mình bấm một phím bàn nào đấy không? Ok chuẩn đấy, rất là chuẩn. Thằng này thông minh dã cả man ra. Như trong phim. Mình thật là ngớ ngẩn. Mày chả ngớ ngẩn chút nào đâu. Yên tâm mà cuốn cuốn sổ rơi xuống bây giờ này, yên tâm. Có ai đó đang tới, đây là con Kira. Chả lẽ là bảo vệ của ngôi trường. Cái tiếng gì đấy? Tốt nhất là mình nên trốn đi. Tại sao mày lại trốn? Mày có lý do đến đây đàng hoàng cơ mà. What the heck? Tại sao cái xung quanh lại đỏ lom đỏ loẹt này, và con đây con Keira này. Ok nó đã bắt đầu chạy loạn này, kiểm tra xung quanh này và một cuốn sổ có chữ N rơi xuống này và nó xếp bàn ghế nó đi. Ok chuẩn luôn, cái thanh niên đi ấy này, cái thanh niên mà mình đã bảo là hắn ta kiểu đi trộm vào hiệu trưởng mà sao cuối cùng hắn ta ngã xuống đây này, hắn ta sẽ tèo thật rồi.
Mình đoán chuẩn rất là man ra, công nhận mình thông minh thật. Không kém gì cái thằng trong này luôn. Em hay tự khen mình thế chứ này. Bát than, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Cậu ta rơi từ trần nhà xuống. Tại sao cậu ta chỉ bị rơi từ trần nhà xuống nhưng vết thương như rơi từ một tòa cao ốc? Ồ, cái khoản này nó lý giải cái thắc mắc ở tập trước của mình ấy. Và cái vì sao cái đám này chỉ bị rơi từ trên trần nhà xuống sàn nhà mà tèo cả hai đứa liền? Thì tức là vết thương ấy nó bị nâng cao hơn rất là nhiều, chứ không phải chỉ đơn giản rơi từ trần nhà xuống nền nhà. Nó bị một cái thế lực nào đấy nó khuếch đại lên rất là nhiều. Gì chứ, mình không thể đứng đây mà suy nghĩ về chuyện này được. Mình cần phải tìm thấy cuốn sổ nữa thôi là chuyện này sẽ kết thúc. Ok, cuốn sổ nằm lù lù ở kia rồi, không phải tìm. Mình chẳng giúp gì được cậu ta đâu. Cuốn sổ ở ngay đây và auto save. Nó đây rồi, cuốn sổ với chữ N. Kỳ lạ. Điều này quả thật quá kỳ lạ. Nhưng sau những gì mình vừa chứng kiến thì cũng đâu còn gì đáng ngạc nhiên nữa. Lấy được một cuốn sổ. Thế mà ở cái part 2 thì cái con kia ra nó có tương tác gì với cuốn sổ này không nhỉ? Mình chả nhớ cho rõ cho lắm. Không nhớ gì lắm. Vậy là mình đã tìm thấy tất cả bốn thứ trên bản đồ, ý nghĩa của chúng là gì? Tới lúc quay về thư viện để tìm hiểu rồi. Về thư viện. Và bây giờ cái thằng này nó lại mở được cửa, trong khi cái con kia ra kia nó không thể nào mở được. Ok phải. Rất là phai luôn. Very from beginning. Toàn để đọc lại lá thư này mà. Có lẽ số phận của mình là như vậy. Hy vọng của mình tất cả đã biến mất rồi. Mình sẽ mãi cô độc, chả liên quan gì hết. Vẫn chưa rõ cái lá thư đấy nó là cái gì. Và vẫn chưa rõ tại sao những cái bức tranh ở đây nó lại như thế kia. Thư viện ở đâu rồi nhỉ? Hay ở đây không? Đây 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 đây. Quay về thư viện. Check. Để xem nào. Đầu tiên là một bức hình bị xé đôi, bị giấu trong cuốn danh sách học sinh chuyển trường này. Thứ hai, đó là một tấm lịch. Thứ ba là một cây bút được dán lên trên cửa sổ. Và cuối cùng là một cuốn sổ có chữ N lớn ở ngoài tấm bìa. N à? Và tên thằng này nó là Nathan. N. Nathan. Nathan bắt đầu bằng chữ N. Mình khá là nghi ngờ ấy. Rất là nghi ngờ về cái tương lai của thằng này luôn. Ý nghĩa của chúng là gì? Sự liên kết ở đây là gì? Khoan đã, có một dòng chữ nhỏ ở góc dưới tấm bìa của cuốn sổ. Tài sản của Neil. Neil, ok, sai rồi, sai lỗi rồi. Mình cứ tưởng đây là của đây cứ tưởng mình có thể biết, mình cứ tưởng đây là cuốn sổ nói về thằng Nathan này nhờ. Sai rồi, là thằng Neil. Neil chẳng biết là thằng nào. Neil nồi son chảo. Nathan, đây là một cuốn nhật ký. Có vẻ đây chính là thứ sẽ giải đáp những câu hỏi của mình. Đâu, nhật ký. Tôi đã không tìm được những cuốn sách ghi Tôi có không tìm được cuốn sách ghi lại những sự kiện của ngôi trường ở trong thư viện. Tôi biết nó đang nằm ở đâu, nhưng để lấy được nó sẽ không phải là một điều dễ dàng. Còn bây giờ, thứ duy nhất tôi có chỉ là cuốn nhật ký của một người mang tên Neil. Mọi thứ khi đó còn thật mập mờ, nhưng ít nhất tôi cũng đã thấy được một cánh cửa. Chapter 5, Good Morning. Sao buổi sáng à? Ở đây cả đêm bây giờ đã sáng rồi cơ. New. Một ngày lạnh lẽo ảm đạm, bao phủ bởi những lớp sương mù dày đặc. 10 giờ sáng trông như 10 giờ đêm. Không khí nhằm không ánh đèn nào có thể chiếu qua được sự dày đặc của lớp sương. Đôi lúc chúng còn trông như sắp sửa bị màn sương nuốt chửng vậy. Nếu không vì cậu ấy, có lẽ giờ này tôi đã bay ra nước ngoài cùng với gia đình của mình. Cậu bạn tốt nhất mà tôi đã từng gặp. Cái này hình như là nội dung của cuốn nhật ký, chứ không phải là một câu chuyện khác diễn ra song song với cái ba với cái bốn chapter trước. Nếu như tôi nhớ đúng, những điều này đã bắt đầu xảy ra khi cô gái ấy bước chân vào ngôi trường. Màn sương này. Cô gái à? Cái đứa mà đã dọa cho cái thanh niên đi ăn trộm tiền chạy trốn chết kìa, nó cũng là một cô gái. Có khi nào đây là cô gái này không? Chúng xuất hiện với một cô gái tóc mái với mái tóc đỏ bước vào. Đó cũng chính là ngày cậu ấy bị bệnh. Ok, cậu ấy đây. Jimmy, Ginny Rose, Ginny Rose. Tên là Ginny, họ là Rose, họ khá là đẹp. Rất là đẹp.
Tựa tên thì đây là một học sinh ngoại quốc. Một học sinh mới. Mọi người, cô muốn giới thiệu với lớp các em một học sinh mới của lớp ta. Ini, anh giới thiệu một chút về bản thân đi em. Giới thiệu đi em. Rất là nhiều chấm. Giới thiệu bản thân nhé. Hôm nay em đến đây này, mấy vài em sẽ em tạch này. Sau khi em tạch xong thì em tiếp tục em ở lại đây em ám ngôi trường này và gây ra hàng loạt vụ tạch người khác này. Đấy, nội dung của em đấy. Cốt truyện của em đấy. Teacher, giáo viên, cái đoạn này sao không dịch luôn nhỉ? Giới thiệu bản thân đi em. Em thôi vậy. Hãy chọn một chỗ mà em muốn ngồi nhé. Cả lớp im lặng một chút, cô sẽ đi xem thử khóa biểu của tuần tiếp theo. Đừng có làm ồn đấy. Ồn ào từ đó có lẽ không phù hợp với ngày hôm nay cho lắm. Tại sao cả lớp, nguyên một lớp này bàn ghế thì có mỗi 4 bộ, học sinh thì có 6 người hay là 5 người. Đất nào? Cô ấy chọn chỗ ngồi kế bên mình. Cậu không phải là người ở đây phải không? Mình từ thị trấn kế bên, nó cũng không quá xa chỗ này cho lắm. Thị trấn kế bên chứ không phải nước ngoài à? Thị trấn kế bên là thị trấn White Town. Tại sao cậu lại chuyển tới đây vậy? Có chuyện gì không ổn ở thị trấn đó sao? Không, chỉ là cha mẹ mình vừa mới ly dị nên mình phải chuyển tới nơi cha sống. Mọi thứ càng ngày càng trở nên thật phức tạp. Đôi lúc mình cảm thấy không biết phải làm gì tiếp theo. Đủ rồi, mình sẽ đánh rồi. Cái khung cảnh này, mình chỉ hy vọng là sẽ kết bạn được với một ai đó ở ngôi trường này. Đây là đây là con Genie nói. Sao mình không được nhìn mặt con Genie nhỉ? Rất từ 4 chapter này thì bất nào cả bốn nhân vật toàn thấy trai xinh gái đẹp, toàn hot boy hot girl thôi. Nhiều. Thật giống như cái lúc mình và cậu ấy lần đầu gặp nhau. Cậu ấy cũng là một học sinh chuyển tới trường này và cũng là một cô gái nhầm qua để biết và cũng là một ai đó đang lạc lối. Điểm khác biệt duy nhất là nơi đây đã thay đổi. Vậy hãy gọi mình nếu cậu có việc gì cần giúp đỡ nhé, ok? Yên tâm là ngay cả khi nó không cần giúp đỡ nó vẫn gọi ngài, yên tâm. Rất là xua luôn, rất là xua luôn. Ngày mùng 5 tháng 12, một học sinh mới. Tâm cô ấy thật nổi bật khi đứng với những người khác. Một mái tóc đỏ, một cặp mắt đỏ và một đôi giày nữa. Tóc đỏ ấy và giày đỏ ấy nó là khá là điều bình thường nha. Mắt đỏ thì nó không hề bình thường một chút nào hết nhá. Mắt đỏ ấy thì nó chỉ là một trong hai trường hợp. Thứ nhất ấy là Super Saiyan 4. Và thứ hai thì nó là không phải là người. Ok, nó là một sinh vật nào đấy đã chết rồi. Nó đến từ một nơi toàn lửa đỏ lòm ơi, yên tâm. Chỉ một trong hai trường hợp đấy thôi. Cô ấy xuất hiện giống như cách mà cậu ấy đã từng xuất hiện. Cô ấy cũng được vào lớp này mà không cần phải làm bài kiểm tra thực lực. Một người trong lớp cảm thấy không công bằng và cố tránh xa cô ấy. Cũng hiển nhiên thôi với cái lớp đầy cạnh tranh này. Ở lớp này thì tất cả lớp này là lớp chọn à? Thì lớp chọn này cũng không dễ hiểu tại sao cái lớp này nó vắng. Ngày mùng 9 tháng 12, một ngày đen tối tại ngôi trường. Một nữ sinh đã bị những thanh sắt phóng qua từ ngoài cửa sổ đâm xuyên cô ấy. Thêm, sau nhiều ngày điều tra thì họ kết luận những thanh sắt đó thuộc về một công trường đang thi công ở bên cạnh ngôi trường. Nhưng càng nghĩ về điều đó thì càng thấy kỳ lạ. Vì phải có một lực rất là lớn bắn thanh sắt đó thì nó mới có thể đâm xuyên qua một cơ thể con người và cắm xuống đất một cách tàn bạo như vậy. Nhưng dù sao thì ngày hôm đó cũng thật đáng sợ. Tôi biết rằng nó sẽ ám ảnh trong đầu tôi. Có thể biết nó sẽ ám ảnh trong đầu của những ai đã chứng kiến khung cảnh đó. Ngày mùng 10 tháng 12, không ai biết chính xác điều gì đã khiến những thanh sắt đâm xuống với một lực mạnh như vậy. Tôi và cậu ấy đã rất tò mò, suốt đêm đó cả hai chúng tôi đều không thể ngủ được. Tôi và cậu ấy là Ginny à? Cái khoản thanh sắt đâm xuống này thì nó đã có ở trong cái trailer của game rồi. Mình đoán là những ai đã xem trailer của game này thì cũng biết cái đoạn cái thanh sắt đâm xuống này nó là cái đoạn nào. Và rồi cậu ấy nói rằng cậu ấy đã vô tình thấy thứ gì đó. Một thứ gì đó từ cô học sinh mới. Mới á, chứ không phải không. Tức là thằng này nó không. Thằng này nó không phải đang ở cùng Ginny mà nó đang ở cùng một học sinh nào đấy. Một người bạn thân của nó. X, rất là nhiều X. X nữa X. Những ngày xảy ra, những gì xảy ra sáng nay thật là kỳ lạ. Thực sự quá kỳ lạ. Bây giờ cậu ấy đang ở trong bệnh viện và tôi thậm chí không thể giúp cậu ấy. Mọi thứ đảo điên trong đầu tôi. Tại sao những điều này lại xảy ra quá nhanh như vậy? Tôi không thể bình tĩnh để hình dung được. Mọi chuyện sẽ không sao.
gì nhưng những ngày hôm nay thật là yên tĩnh. Đôi lúc nó như vậy, nhưng chưa bao giờ là kiểu yên tĩnh lạnh lẽo như vậy. Ok, vậy cái đồng ý cái kia chỉ đơn giản là thay thế cho cái khoản ngày ngày tháng rồi, không có gì hot hết. Có điều gì đó đang diễn ra. Tôi nghĩ rằng mình có thể cảm nhận được điều đó. Lúc đó đến phiên tôi và cô học sinh mới làm vệ sinh phòng giữ đồ của nhà trường. Ai có thể ngờ được ngôi trường này lại tồn tại một căn phòng bí mật chứ? Nó nằm sau một trong những tấm gương được treo ở trên tường. Căn phòng đó bám đầy mạng nhện và chẳng có gì trong đó cả. Trông như nó đã không được sử dụng từ rất là lâu rồi. Dù sao thì đây cũng là một khám phá kỳ lạ. Tại sao căn phòng đó lại được xây vào lúc đầu? Và tại sao nó lại phải giấu ở phía sau một tấm gương? Tôi nghĩ có lẽ tôi khá là nhiều chuyện để kể cho cậu ấy, nhưng có lẽ tôi có rất là nhiều chuyện để có thể kể cho cậu ấy nghe. Ngày mùng 1 tháng 1, tôi đã bị ai đó phía sau cửa sổ ném đá vào mặt. What the? À. Oh. Khoan đã. Để mình đọc tiếp mà, để xem đọc tiếp xem đây có phải giả thiết của mình không, đúng không? Tôi đã rất khó có thể nhìn thấy được điều gì sau đó, nhưng dù rất mờ, tôi vẫn có thể thấy được ai đó đang ở phía sau khung cửa sổ. Người đó trông có vẻ như là cô ấy. Vào ngày 12 tháng 1, tôi đã được xuất viện. Bác sĩ bảo rằng tôi sẽ phải đeo kính râm một tuần. Gần 2 tuần trong bệnh viện, chắc chắn nó phải chán. Nhưng tôi đã không chỉ có một mình ở đó. Có lẽ tôi đã nhìn nhầm hoặc một thứ gì đó khác. Vào ngày 14 tháng 1, một học sinh vừa tự sát ở trong ngôi trường. Tôi đã không chứng kiến tận mắt, nhưng những người khác kể rằng cậu ta liên tục cầm cây bút đâm xuyên qua tai mình. Họ cũng bảo rằng cậu ta đã lẩm bẩm một điều gì đó như là tôi đã thấy đủ rồi, tôi không muốn phải chịu đựng điều này nữa. Ok, cái vậy à, giả thiết của mình sai rồi. Bắt đầu ấy thì một viên đá bay xuyên qua tầm kính, thì mình cứ tưởng là cái câu chuyện này nó cũng diễn ra song song với cái vụ mà cái thằng Nathan kia nó ném nó đi tìm cơ. Nhưng hóa ra không phải, đây cuối cùng nó cũng chỉ là một câu chuyện mà thằng Nathan nó đọc được ở trong nhật ký thôi. Tính tới nay thì đã hai cái chết kỳ lạ đã xảy ra. Lần này mọi người đã bắt đầu sợ hãi. Ngày 20 tháng 1, tôi đang ngồi ở trong căn phòng này. Tôi đang ngồi ở trong căn phòng phía sau tấm gương mà tôi vô tình tìm thấy. Tôi khoanh trên cuốn lịch những ngày mà có sự kiện gì đó xảy ra. Rồi tôi biết sẽ có những cái chết nữa xảy ra và tôi muốn biết được sự liên kết giữa những cái chết đó. 9, 4, 11. Từ 9 đến 4 cách nhau 2 đơn vị, từ 11 đến 14 cách nhau 3 đơn vị. Nếu như cái vụ tiếp theo nó là đến 18 ấy, cách nhau 4 đơn vị thì vụ tiếp theo nó chắc chắn sẽ là 23. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn còn đang quá mờ mờ để có thể đưa ra bất kỳ lập luận gì. Vào ngày 15 tháng 2, hôm nay có lẽ là ngày đen tối nhất của ngôi trường này. Có tiếng hét, có tiếng hoảng loạn. Cái chết tiếp theo đã bắt đầu rồi sao? Tôi tự hỏi, nhưng mà không. Tôi chạy thật nhanh về vào lớp tôi. Và tôi chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần để đón nhận một cơn ác mộng kỹ như bây giờ. Có vẻ như bây giờ cuộc sống luôn đưa cho ta những điều bất ngờ, ngay cả khi ta tưởng tượng rằng đã chuẩn bị cho những điều mà ta nghĩ rằng sẽ xảy ra. Hôm nay, ba học sinh ưu tú nhất trong lớp tôi đã tử mạng. Ba người chết cùng lúc. Vào ngày 15. Ok, khá là kỳ lạ, mình không thể nào liên kết được những con số lại này lại với nhau. 3, 9, 14, 11, 15, không thể nào liên kết được, không hiểu nó có ý nghĩa là gì. Đầu của tất cả bọn họ nổ tung, máu văng ra khắp phòng. Ngay từ cái giây phút đó, tôi đã cảm nhận được điều này đã vượt quá sức chịu đựng của con người. Con số tăng lên quá nhanh, khiến tôi một lần nữa tự hỏi, sự liên kết trong những cái chết này là gì? Tại sao họ lại có thể chết một cách tàn bạo như vậy? 9, 11, 14, 15. Còn con số 3 thì sao? Ủa, thì ấy thôi. Những lớp học dần càng ngày càng thưa thớt. Một vài người chuyển đi, một vài người còn không muốn tới trường. Thậm chí có một học sinh đã tự một số học sinh đã tự tử vì không thể thoát nổi sự ám ảnh của những cái chết đó. Cái lũ yếu đuối. Chuyện này càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ngày 23 tháng chưa biết,
Những cái chết đang gia tăng một cách nhanh chóng. Trước đây nó đã xảy ra rất là ngẫu nhiên, cảm giác như là chuyện gì đó vô tình xảy ra. Nhưng bây giờ thì nó trông giống như là ngôi trường này đã bị ám. Tôi và cậu ấy đều cảm thấy như vậy, chỉ có những học sinh khác là vẫn còn bình thản. Có vẻ như là họ cố tình không chịu nhận thức chuyện gì đang diễn ra xung quanh. Nghĩ tới điều này thật là đáng sợ. Vì nếu không có cậu ấy nói tới, tôi cũng đã quên những cái quên đi cái không khí u ám đang tồn tại ở nơi đây. Cậu ấy là người duy nhất vẫn còn giữ cái đầu sáng suốt trong ngôi trường này. Nhưng cảm giác thật là kỳ lạ khi chấp nhận những gì cậu ấy nói là đúng. Những gì có nhưng nhầm giống như có thứ gì đó đang cố cản tôi khỏi việc tin tưởng những lời nói đó vậy. Ê, những lời tôi đã suy nghĩ một hồi lâu suốt cả sáng nay. Thời điểm chuyện này xuất phát là từ khi nào? Có điều gì đặc biệt diễn ra vào ngày đầu tiên khi nó bắt đầu? Điều đặc biệt ngày vào ngày đầu tiên à? Đó là một đứa tóc đỏ chuyển đến. Rất là dễ nhớ. Tôi bây giờ đang tập hợp những mảnh ghép lại với nhau bên trong căn phòng bí mật sau tấm gương. Thời gian trôi qua một cách im lặng quanh tôi bắt đầu để ý tới nó thì trời đã tối. Tiếng sấm vang lên ở bên ngoài, một cơn mưa lớn sắp sửa đổ xuống. Tôi sẽ ngủ một mình lại đây qua đêm nay, tôi định gót đem biết cái thằng này. Cái thằng này đầu kia nó thiểu năng không kém gì cái thanh niên em cái con nó quyết định chui trong lỗ kia. Nhận được cái thằng này nó quyết định nó đi phá án thì cũng đỡ hơn rồi, đỡ hơn một tẹo. Nhưng đúng lúc tưởng chừng như bình con này biết nhưng đúng lúc tưởng chừng như bình thường nhất thì một thứ gì đó kỳ lạ lại chen ngang và phá đi tất cả mọi thứ. Để sao hôm nay mình nói lắp thế nhờ, uống nước cái. Ok. Đôi lúc tiếng sấm át đi âm thanh đó nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được. Có ai đó đang ở. Ok, cái tiếng đấy là tiếng sấm hay là tiếng phá đồ đạc đấy. Mình hy vọng đây là tiếng sấm. Tôi dần nhớ ra một điều. Nó bắt đầu xảy ra vào cái ngày âm u đó. Cái ngày mà cô học sinh mới bước chân vào ngôi trường. Tất cả những cái chết, chúng xảy ra ngay sau khi cô ấy chuyển tới đây. Cậu ấy đã đúng. Tôi nhanh chóng chạy vào trong mấy cái tủ phía sau ngay khi nghe thấy tiếng của tấm gương mở ra. Có ai đang bước vào trong căn phòng. Giờ thì tôi đã hiểu. Tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy sợ hãi. Nhưng tiếng bước chân của cô ấy đang càng ngày càng một gần hơn. Tôi có thể thấy cô ấy đang nhìn vào trong những trang nghiên cứu mà tôi để lại trên bàn qua một cái lỗ nhỏ ở cánh cửa tủ. Cô ấy đã luôn có mặt ở những thời điểm đó, thời điểm mà các học sinh tự giết chính bản thân mình. Không, họ đã không tự sát, họ đã không tự giết chính bản thân họ. Những người gây ra tất cả những câu chuyện này chính là cô ấy. Làm sao mà cô ấy có thể là như vậy? Làm sao mà cô nhầm tại sao cô ấy lại làm vậy? Hay đó là một thứ gì đó khác? Nhịp thở của tôi tăng dần lên. Mọi thứ bỗng nhiên mờ lại. Nào, đừng có jump scare nha, mình nên bỏ tai nghe ra trước khi có chuyện gì đấy kinh khủng xảy ra. Không, chuyển hạ âm lượng xuống được rồi. Khi tôi tỉnh lại, cô ấy đã biến mất và trời đã rạng sáng. Cô ấy giờ đây hẳn đã biết tôi đang nghi ngờ cô ấy. Tôi bình tĩnh lại và cố suy nghĩ kỹ một lần nữa. Nếu thực sự là cô ấy, tại sao cô ấy lại có khả năng để làm được điều này? Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường và những cái chết đó quá khủng khiếp để thực hiện. Đối với một người chả bình thường một chút nào hết, mày thấy có một người bình thường nào mắt đỏ chưa? Người chỉ đeo len thôi. Hay có rồi nhưng mình không biết nhỉ. Tôi không dám chắc rằng liệu cô ấy có phải là một người đã giết những học sinh đó, nhưng chắc chắn rằng những câu chuyện này xảy ra ngay sau khi cô ấy chuyển tới đây. 9, 14, nhầm 9, 11, 14, 15, 23. Tôi đang ngồi ở thư viện và viết lại những cái tên đã chuyển trường vì quá sợ hãi với những sự kiện này. Ngôi trường giờ đây càng ngày càng vắng đi tiếng người. Tất cả những gì sót lại là âm thanh của gió và tiếng mưa lớn vào mỗi buổi sáng. Càng kỳ lạ hơn khi Ginny bỗng nhiên biến mất khỏi ngôi trường. Không còn ai thấy cô ấy nữa. Nhưng tôi cũng không quá bận tâm về cô ấy. Vì tôi biết đã đến lúc mình cần phải nói lời tạm biệt với nơi này. Ok, quyết định rất là chuẩn, quá chuẩn luôn. Dù sao thì cũng không còn ai nữa rồi. Khoảng này hình như cái đầu đầu của đầu của chapter này à, thằng này bảo là đáng lẽ thằng này đã chuyển ra nước ngoài nếu như không bị ai đấy giữ lại thì phải. Nhưng rồi tôi vô tình phát hiện